khi địch thủ bước vào nắm tay ở dạng này, ở dạng kata, thì đa số tôi thường thấy ở trên internet, tức là các bạn đi vào đây đánh cục kiều. Hãy nhớ kỹ, có nhiều người thường hay nói đòn Aikido là nó có liên quan tới vật lý về lực hút, lực trái đất. Xin các bạn, đó là những lý thuyết âm mưu. Nếu các bạn sử dụng vật lý thì tôi nói, xin nói cho bạn nghe vấn đề. Tức là khi bạn vô dạng kata của kiểu này, khi bạn đưa tay lên giày rồi á, thì cái người này và bạn đang là hai đường thẳng song song, thì không có lý do nào bạn có đủ lực để đưa người ta đi tới hoặc quăng ném người ta đi. Vì thứ nhất, một là đối thủ ngang cơ với bạn thì cái lực nó tạm dừng ở đây, bạn không thể nào mung tới được, đi đâu được. Thứ hai, nếu người ta có bóp tay cơ hơn thì bạn sẽ bị hất đi. Đó là điểm yếu của cái đồng cô kêu mà các bạn tưởng các huấn luyện viên nước ngoài Made in Japan đến Việt Nam chỉ cho các bạn những cái động tác này, mà tôi thấy hầu như toàn bộ ở Đài Đen ở Việt Nam ngồi, mặc dù là đã từng dạy, từng đứng lớp dạy cho các võ sinh của mình, nhưng khi ra ngoài làm UK cho cái người, tức là làm cho cái, là người UK chịu đòn cho cái người nước ngoài đánh cái đã dạng vô cái dạng kata này, thì khi mà người ta móc vô cái đường dòng, khi người ta móc lên tay này thì tôi không hiểu cái lực gì của cái người này làm cho cái ông huấn luyện viên của Việt Nam mình mang 7-8 đẳng mà cái chân nhất làm như bị điện giật. Tại sao vậy? Cái điều này là nói một lúc của cái thời điểm đó là hợp lực của hai người chứ không phải là đối trọng của cái thời điểm hợp lực. Hoặc là cái người trên người ta sẽ đi thẳng một đường luôn, hoặc là mình sẽ hợp lực mình đi không? Mình có thể tập chậm nhưng mà mình phải tập một cách rất là cái cường độ nó cao, cường độ cao nhưng mà mình không có quá bạo lực, mình phải rất là tập trung. Cái điều này là không chấp nhận được, là biết bẩm các bạn đang dùng một cái xảo thuật để cho người ta tin tưởng vào cái đòn này. Nhưng cái đó là cái biệt, không có một lực nào và không có một cái sức lực nào để mà bạn đưa người ta đi khi mà hai đường thẳng nó cùng song song và nó tịnh tiến cùng một nhịp, làm sao đưa người ta đi được. Đó là điều mà tôi nhắc lại.